Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Lễ trao giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2021 đã được diễn ra trọng thể tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua. Trong đó, hạng mục thu hút được nhiều sự chú ý nhất là danh hiệu quả bóng vàng dành cho nam cầu thủ xuất sắc nhất đã thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Đây là thành quả rất xứng đáng đối với tuyển thủ này sau một năm thi đấu vô cùng xuất sắc và ổn định trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng lần lượt thuộc về Quang Hải và Tiến Linh. Với hạng mục dành cho nữ cầu thủ, tiền đạo Huỳnh Như đã có năm thứ ba liên tiếp giành quả bóng vàng. Cùng với đó là quả bóng bạc dành cho Hải Yến và quả bóng đồng thuộc về Bích Thùy. Còn với các cầu thủ futsal, thủ môn Hồ Văn Ý đã nhận được quả bóng vàng, trong khi Châu Toàn Phát và Nguyễn Minh Chí lần lượt nhận quả bóng bạc và quả bóng đồng. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.